rồi. Chào các ông các bà, con tên là Nguyễn Tường Vi, năm nay con 12 tuổi. Hiện tại con đang mồ côi, bố cháu thì mất, mẹ cháu thì tâm thần đã bỏ đi. Hiện tại nhà cháu đã hết gạo, mong các ông các bà sẽ giúp cháu. Lần đầu tiên cháu Hiệp xin được gửi lời chào đến tất cả các ông bà, các bác, các cô, chú, các anh, các chị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hiệp lại có mặt tại xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đây là địa chỉ của một gia đình cháu bé. Cháu là Nguyễn Tường Vi, năm nay là 12 tuổi. Thì theo như được biết của tất cả các quý vị trên khán giả của kênh YouTube Hiệp Thái Nguyên Vlog giới thiệu, thì hiện tại cháu Vi đang mồ côi và sống một mình ở trong khu vực rất là hẻo lánh. Thì được biết là bà của cháu Vi thì mất năm ngoái, và bố của cháu cũng đã mất, và mẹ của cháu Vi thì bệnh tâm thần nên là cũng đã bỏ đi lang thang, đã không ở lại chăm sóc Vi, nên là hiện tại cháu mới chỉ ở đây một mình và rất là khó khăn. Và theo như được biết thì xung quanh thì cũng không có anh em họ hàng gì, bên nội bên ngoại thì cũng rất ít anh em, rất là khó khăn, nên là cũng không có ai chăm lo, nên là cháu bé 12 tuổi hiện tại phải sống một mình ở trong khu vực hẻo lánh trong rừng này. Nên là ngày hôm nay thì cháu Hiệp cũng đã quyết định vào đây để ghi hình, chia sẻ hoàn cảnh của cháu Vi đến với tất cả quý vị. Thì bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với cháu Hiệp di chuyển xuống dưới nhà cháu Vi để chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh của cháu. Là nhà của cháu Vi đây. Hôm nay thời tiết trong này rất là lạnh luôn. Vi ơi, đang làm gì đây? Ôi sao lạnh thế này, không đun bếp vào cho nó ấm. Này, về đây cho chú cài cái mic cho. Đun bếp vào cho nó ấm. Đây quý vị ạ, đây là cháu Vi đây. Hôm nay là chủ nhật nên là cháu Vi cháu được nghỉ. Nó là Vi học lớp 7 à? Đây chú bảo này, bây giờ quay sang máy ảnh là Vi chào cậu các bà đi. Vâng, chào các ông các bà. Đây đun bếp vào cho nó ấm. Lạnh thế. Hôm nay ở trên Thái Nguyên này, vùng núi là khoảng tầm 8 độ thôi Vi ạ. Buốt. Cái này Vi dùng nước là toàn dùng ngoài cái tét này thôi à? Dạ. Không cho nước vào trong này đâu gì. Dạ. Đấy, đun bếp vào cho nó ấm. Chú bảo này, hôm nay chú vào đây thì chú muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của Vi ấy. Thì tí nữa Vi có thể nói cho chú với lại mọi người được biết cái hoàn cảnh của Vi nhé. Tí như là ở một mình như thế này, cứ trưa đi học về lại mới tự đun bếp nấu ăn à? Thế trường đi học từ đây lên đấy có xa không? Thế là đi xe đạp đi à? Hôm trước này chú vào đây một lần rồi, nhưng mà hôm đấy vào thứ năm hay sao ấy, thứ tư thứ năm nên là cậu ở nhà thôi, chú lại về. Từ nhà chú đi vào đây mất khoảng 60 cây, cũng xa đấy. Thế hôm nay chủ nhật bọn anh tranh thủ vào đây may được gặp. Thế đi lấy củi này có xa không? Kiểu như nhà mình ở xung quanh cũng toàn đồi ấy nhỉ, cũng có củi. Đấy, đun vào cho nó ấm. Chú lạnh lắm rồi đây này. Chú giới thiệu, chú tên là Hiệp. Nhà chú cũng cùng huyện với nhà của Vi. Thì hôm vừa rồi này chú cũng ở trên kênh của chú ấy, cũng có nhiều người biết đến chú ấy. Chú hay đi làm thiện nguyện. Thì là mọi người cũng giới thiệu cho chú về cái hoàn cảnh của Vi ấy. Thì chú được biết, mọi người giới thiệu là Vi là hiện tại là mồ côi, đang sống một mình. Thì cho chú hỏi thì trước kia là bố mẹ với lại như thế nào? Bố cháu thì bị do ung thư mất, xong là
Mẹ cháu bị bệnh tâm thần, bị trầm cảm này. Thế bố mất lâu chưa? Lâu, hơn 7 năm rồi. Hơn 7 năm rồi. Thế là lúc đấy là Vi cũng mới có mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi. Thế bây giờ có nhớ mặt bố không? Có. Nhớ. Thế mẹ bị tâm thần như thế thì mẹ đi đâu bây giờ, mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở ngoại. Ở ngoại à? Thế mẹ có nhớ không? Có ý là có biết nói chuyện, có biết còn nhớ đến đến Vi không? Có. Thế có hay về thăm không? Thi thoảng hay về thăm. Thi thoảng về thăm gì? Thế sao mẹ lại không ở đây Vi Vi? Do người ta không cho ở đây. À. Tức là mẹ bị tâm thần thì là nếu mà ở đây là kiểu như là cũng một mình Vi là cũng sợ đúng không? Có lúc là mẹ cũng không kiểm soát được à, đúng không? Tại vì chú cũng trước khi vào đây thì chú cũng có tìm hiểu sơ qua các ông bà mọi người xung quanh rồi thì cũng nghe nói bảo là mẹ Vi thì bệnh như thế thì lắm lúc về đây là cũng có lúc là kiểu như lên cơn bệnh nặng ấy đúng không? Nhưng mà theo chú được biết thì còn trước kia là còn có bà nữa. Bà là bà nội à? Thế bà mất lâu chưa? Bà mất hơn khoảng 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi rồi. Thế là cứ từ ngày đấy là Vi cứ ở một mình thế này thôi. Đây, Lulu. Thế ở một mình như thế này thì buổi tối cũng ngủ một mình luôn. Có sợ không? Không. Không sợ. Thế nhà mình còn có gạo không? Không. Nhảy hết gạo rồi. Năm nay là Vi là 12 tuổi nhỉ? 12 tuổi ở một mình ở trong rừng như thế này. Thế đến bây giờ mùa đông như thế này rồi thì còn có quần áo ấm, có chăn gì không? Không. Không có gì luôn. Hôm nay lạnh như thế này thì chăn chiếu thì không có để làm thế nào. Đây quý vị ạ, đây là cháu Vi. Hiện tại thì cháu mới chỉ có 12 tuổi thôi. Bố của cháu thì mất từ lúc cháu 5 tuổi rồi. Còn mẹ cháu thì hiện tại thì đang bị căn bệnh tâm thần. Mẹ cháu không ở lại đây với cháu nữa. Mà trước kia thì có bà ở cùng cháu Vi, nhưng mà bà cũng mất được gần 2 năm rồi. Bây giờ cuộc sống của cháu thì cũng chỉ có một mình cháu thôi. Một mình ở một trong một cái căn nhà. Buổi tối thì cũng khác ngủ buổi sáng, rồi đi học rồi mọi thứ. Tất cả mọi thứ là một mình cháu. Thế là buổi sáng đi học thì có cơm, có gạo, có gì ăn sáng không? Sáng dậy thì chỉ ăn cơm, ăn cơm nguội. Ăn cơm nguội rồi à? Thế ăn cơm chưa? Rồi. Ăn rồi. Thế hôm nay ăn có gì ăn không? Cũng không có gì ăn à? Thế bây giờ bên ngoại nhà mình ấy thì có hay qua lại để thăm Vi không? Không. Không à? Nhà ngoại có ở xa đây không? Có. Tầm khoảng 8 cây. À. Thế Vi còn có ông bà ngoại không? Không. Không có. Bà ngoại cháu mất từ 2 năm, gần 2 năm. À. Thế là bây giờ mẹ cũng mới chỉ thi thoảng về thì, nhưng mà mẹ về thì mẹ còn có nhớ không? Còn có nhớ Vi, còn có nói chuyện bình thường không? Có. Mẹ của Vi là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Có nhớ không? Không. Có nhớ mẹ sinh năm bao nhiêu không? Không. Không nhớ à? Buổi sáng lạnh này đi học có lạnh không? Có. Mặc mỗi một cái áo khoác thì chẳng lạnh, chú mặc mấy cái áo chú không thấy lạnh. Để chú về chú sẽ đăng tải cái clip này
về hoàn cảnh của Vi ấy, thì chú sẽ nhờ mọi người giúp đỡ để mua gạo, mua con áo ấm nhé. Chào các ông các bà, con tên là Nguyễn Tường Vi, năm nay con 12 tuổi. Hiện tại con đang mồ côi, bố cháu đã mất, mẹ cháu thì tâm thần đã bỏ đi. Hiện tại nhà cháu đã hết gạo, mong các ông các bà sẽ giúp cháu. Đây quý vị ạ, đây là khu gian bếp của nhà cháu Vi đây. Vi lấy bát đi rửa đi Vi, ăn cơm xong rửa bát đi cho sạch sẽ đi nhá. À, một mình có vẻ sạch sẽ không phải gọn gàng như chưa? Cái những cái mắm muối này thì cũng không có chỗ nào để cao cao lên được à? Lạnh thật đấy, không có nước nóng phải rửa nước lạnh. Đậy bê đi ra ngoài cái rửa bát cho sạch đi nhá. Đấy, ăn cơm xong là phải rửa bát luôn. Thêm nước, nước này lấy từ đâu về đi Vi? Từ nước ngầm này, khoan giếng đấy kìa. Thế buổi tối thì tắm ở trong nhà bếp à? Có nhà tắm không? Không. Không có nhà tắm. Thế lạnh như thế này tắm kiểu gì đây? Rửa đi, rửa bát sạch đi, xong mang vào úp cho sạch sẽ đi nhé. Thế nhà mình có vườn trồng rau không? Vâng. Cũng không có vườn trồng rau luôn à? Nước lạnh một chút xem nào. Ui dồi ôi, nước lạnh lắm. Vẫn còn dầu rửa bát chứ? Vâng. Vẫn còn này. Một mình buổi tối ngủ không sợ à? Không. Có sợ ma không? Không. Có sợ người không? Không, không sợ gì luôn. Dạ. Thế bây giờ chỗ bàn thờ của bố thì Vi vẫn để ở nhà chứ? Vẫn thờ bố à? Thế thờ thì con không thờ. À nhưng mà, nhưng mà ở trong này là Vi là dân tộc gì đấy? Tày. Dân tộc Tày à? Vâng. Thế là bây giờ còn có bàn thờ của bố không? Không. Không có. Ừ. À tức là mình tức là kiểu như là dỗ xong, dỗ đầu xong là mình không để bàn thờ nữa. Vẫn để. Để. Dỗ thôi thì dỡ đi. À, nhưng ý là vẫn còn có bát hương cái thứ này đúng không? Vâng. Gọi là ngày Tết này có ngày lễ gì mình vẫn thắp hương đúng không? Ừ. Thế tối có đun nước tắm không? Có. Vất vả, mới có 12 tuổi, nó phải sống một mình. À, tắm. Thế lúc bố mất là 5 tuổi nhưng mà vẫn nhớ mặt bố à? Vâng, bây giờ cũng có thằng bố. Ờ. Thế có nhớ bố, nhớ mẹ không? Nhớ bà không? Có. Thế đi đi học có được học sinh giỏi không?
Đúng rồi. Lớp 6 thì đi học không giỏi ạ. Lớp 6 thì được. Ừ. Nhưng mà năm nay đang lớp 7 nhỉ? À. Thì cố gắng lớp 7 mình lại lấy học sinh giỏi chứ. Khó. Cố gắng học. Lớp 6 thì dễ ẹt thì. Thế đã nộp hết tiền học phí đi học chưa? Chưa. Chưa nộp hết à? À. Nhưng mà ăn uống như thế buổi trưa ăn bán trú tại trường thì nhà trường có hỗ trợ cho mình ăn không hay là mất tiền? Hỗ trợ luôn ạ. Ừ, hỗ trợ ăn buổi trưa à? Còn mỗi là học phí là trường đóng hết thôi đúng không? Đây quý vị ạ, hiện tại thì cũng đã học đến giữa kỳ mà cũng vẫn cháu vẫn chưa có tiền để đóng học quý vị ạ. Tại vì là hiện tại cháu cũng chỉ một mình thôi, nội ngoại thì xa xôi, với lại cũng nghèo lắm, không có ai có điều kiện giúp đỡ, nên là cứ một mình cháu. Nếu mà không có hỗ trợ của xã hội thì cháu cũng cứ một mình như thế này thôi. Xung quanh hàng xóm thương, mọi người thương thì người cho bó mì, người cho quả trứng để sống qua ngày. Nhớ cứ ăn cơm xong rửa bát luôn đi nhá. Ừ. Không để bát lâu đâu, cứ ăn cơm xong phải rửa luôn đi cho sạch. Xong mang vào úp vào đi cho sạch sẽ nhá. Wow. Tắm xong thì quần áo các thứ thì cũng phải giặt luôn cho sạch. Ở một mình cũng phải gọn gàng. Nước này để ở trên này lạnh nhở? Dạ. Lạnh buốt luôn ấy. Sạch chưa? Rồi. Sạch rồi, cho vào nhà úp để cho sạch cho khô đi. Dạ.